Loa tháo phòng hát tiếp tục lại về hàng dành đến cho tất cả các bác đây rồi các bác ơi. Hàng ngon, bổ rẻ, hàng xịn, hàng chất lượng mà các bác mong chờ suốt trong những thời gian vừa qua. Hôm nay đã cập bến rồi. Các bác, rất nhiều bác đang hỏi bên em về cái dòng loa B3 Frog 12. Các bác, rất nhiều anh em hỏi từ trước cái này rất nhiều rồi. Dòng loa bass 30 của Đức B3, rất nhiều anh em hỏi nhưng mà đợt này mới về được hàng các bác. Hiếm hàng đến phải tầm nửa tháng, hơn một tháng nay rồi, đến tầm phải một tháng rồi các bác. Phải tầm hiếm một tháng nay rồi mà không có hàng để gửi cho bác. Thì hôm qua thì chia sẻ thật lòng với các bác luôn là ngày hôm qua bên em có đi nâng cấp một phòng karaoke cho khách hàng. Đấy, thì có thanh lý luôn cho khách được là tổng cộng là 5 đôi loa B3 Frog các bác nhá. Toàn bộ là hàng xịn tháo phòng hát rồi đây các bác này, bên trong này. Đấy, 5 đôi này. Đây là có dưới này tổng là 1, 2, 3, 4, 5 chiếc, 6 chiếc. Đấy, đây nữa này. Đấy, bên kia là 3 chiếc, 3, 6 chiếc là 3 đôi. Và bên này là 2 chiếc nữa, tổng cộng là 5 đôi. Tổng cộng là 5 đôi loa Frog, hàng xịn chất, hàng tháo phòng hát luôn. Đó, trước khi vào dòng sản phẩm rất tuyệt vời trong ngày hôm nay mà giá nha các bác nhá. Rẻ bèo luôn mà cam kết là hàng xịn cho các bác luôn, không xịn nha, em đền các bác 10 triệu luôn, được chưa? Ok, em có một cặp loa, dòng này là dòng B3 Z212. Con này Z212 các bác nhá. Còn nguyên phân tần nha các bác. Còn bên trong còn nguyên phân tần. Đấy, chép còn. Chép còn nhá, nhưng mà hai con này thì mất bát. Mất bát dòng Z212, dòng rất là đẹp, rất là xịn luôn. Con này thì đang để các bác, em đang bán đôi này, nếu mà đôi mới đẹp đấy, loanh quanh tầm khoảng 4 triệu. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái đôi này em để trong kho nó lâu rồi, tại thiếu nó hỏng một cái bát. Đấy các bác, hỏng một cái bát nên là ngày hôm nay thì thanh lý cho bác nào mà đang cần thiết để mua những đôi loa B3, dòng B3 xịn đấy. Để cho bác giá chỉ có tầm 1.200.000 đồng, 1.2 triệu thôi, 1.2 triệu thôi. Bác nào mà lấy thì có thể liên hệ nhá. Con này không có bát, thiếu bát các bác nhá, thiếu mất bát rồi. Bác nào lấy thì có thể liên hệ ngay bên em, 1.200.000 đồng nhá. Ok, còn nếu như bác nào mà đang muốn những đôi loa trợ lời đây, thì em đang có những cái đôi loa trợ lời của BMB, dòng BMB của Bangladesh, hàng xịn 100% nhá. Như các bác biết thì những đôi loa của BMB nó đã chuyển dây chuyền sản xuất sang Bangladesh, sang Trung Quốc, đấy, rất là nhiều nước khác nữa. Và đặc biệt hơn nữa, đối với những dòng loa BMB sản xuất tại Bangladesh, đây là những cái dòng đời rất là chuẩn các bác nhá. Những đôi loa đét rất là cao, đôi này là đét 2017 các bác. Đét 2017 các bác nhá, rất là cao luôn, đời rất là cao. Và đây dường như là những cái dòng loa cuối số đời 2017 rồi. Nên là các bác nào mà đang có nhu cầu sắm một đôi loa hàng của BMB xịn để nghe nhạc, hát karaoke hoặc làm loa trợ lời thì đây là một đôi loa rất là hợp lý. Dòng loa này sở hữu cho mình là dòng loa bass 25 các bác nhá. Dòng loa hát bass 25, dòng này là 2 tép và 2 trung âm. Các bác vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke, các bác có thể ghép với âm ly hoặc các bác ghép với cục đẩy, rất là dễ dàng thôi. Nó rất rất là dễ dàng phối ghép các bác nhé. Và đặc biệt đối với những đôi loa BMB hàng của Bangladesh xịn như thế này, chất lượng âm thanh của nó cũng rất là hay, nhất là giải lời và giải tép các bác nhé. Nó phụ tiếng lời, tiếng tép cho một bộ dàn karaoke cực kỳ tuyệt vời luôn các bác. Đó, ok. Thùng vách thì con này thì dám đảm bảo bác còn đẹp khoảng 95% nhé. Đẹp lắm các bác, đẹp long lanh luôn, yên tâm chưa ạ? Đấy, đến tay em thì nói chung cũng dọn dẹp qua cho bác một chút rồi, đẹp lắm, thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Đây, tem phía mặt đằng sau của nó đây, các bác có thể nhìn thấy được ngay, hàng sản phẩm made in Bangladesh, các bác nhìn thấy không? Made in Bangladesh, công suất max input của nó là 500W, trở kháng 8 ohm, CSX 800 850 này các bác nhá. Số series của nó đây, mã vạch đấy, ở trên này nó có một cái giải mã vạch của nó để chính hãng này đó, hàng xịn chính hãng rồi thì các bác hoàn toàn yên tâm luôn. Chất lượng của dòng này thì em dám đảm bảo cam kết bác, đến tay các bác kiểm tra nhận, kiểm tra tẹt bô, hàng ngon chuẩn xịn, thanh toán tiền các bác nhá. BMB đấy, bass 25 làm loa trợ lời rất là hay luôn. Các bác chơi những đôi loa full như này rồi thì các bác cứ đầu tư thêm cho em một đôi loa nằm như này nữa, nghe nhạc hát karaoke phụ lời cực kỳ hay luôn. Và bên dưới đây thì em có một đôi loa của thằng Pioneer này, dòng này là vừa nghe vừa hát các bác nhá, còn độ mới rất là đẹp và rất là cao luôn. Đây em bóc cái e-căng các bác nhìn này, đây các bác nhìn nhá, các bác nhìn nó mới đẹp không? Nếu như các bác nào mà vừa thích nghe nhạc vừa hát karaoke mà chơi âm ly hoặc chơi đẩy, các bác hoàn toàn có thể liên hệ với em để chốt cho em những cái cặp loa Pioneer này. Dòng loa Pioneer của Nhật Bản, con này là đét 2014 các bác nhá. Con này là sản xuất năm 2014 và đối với dòng sản phẩm này nó cũng được gọi là một dòng Pioneer cổ rồi các bác. Đó, đối với những dòng Pioneer khác thì các bác chỉ có nghe nhạc thôi, nhưng riêng đối với dòng Pioneer F1000Q nó là dòng đời cao cấp hơn của dòng Pioneer F750. Đấy, nó là dòng nâng cấp nên là dòng này các bác hoàn toàn có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được nhá. Bass của nó là bass 30, gân vải tẩm dầu 3 lớp sóng, trung âm là trung âm 13.5,
hai chép giấy. Con này thì các bác có trung âm nên các bác vừa hát vừa nghe nhạc rất là tuyệt vời luôn. Đấy, và đối với dòng sản phẩm này thì tem mác số series đầy đủ luôn các bác nhá. F1000Q. Đấy, dòng loa model F1000Q công suất từ 300 đến 700W cho hai loa. Tức là công suất của nó dao động từ 150 cho tới là 300W. Đấy, còn công suất đánh hay nhất thì loanh quanh tầm 200W, trợ kháng 8 ohm, hàng sản phẩm của Japan xịn 100% luôn các bác nhá. À, lỗ thông hơi phía là sau ghi professional các bác nhá. Ok, dòng này thì báo giá cho bác là 3.500.000 đồng một cặp nha các bác nhá. 3.500.000 đồng một đôi, được chưa? Nhận hàng các bác được test âm thanh, được kiểm tra thoải mái. Dòng này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, dành cho bác nào mà đang có nhu cầu sắm sửa những dòng loa Nhật xịn chất các bác nhá. Đó, và bên này thì cũng có một đôi loa chép kèn, một đôi loa chép họng kèn này các bác này. Con này thì rất phù hợp để bác nào mà phối ghép thêm. Con này hôm trước vừa mới gửi hàng đi mà cũng bị hoàn đây này. Dòng Zil là H2000 các bác. Con này hôm trước gửi hàng đi mà bị hoàn về, bực quá các bác. Đấy, đôi này bán cho khách là 1.350.000 đồng bao ship cho khách. Đấy, cạch cọc 100.000 nha các bác nha. Mà đến nơi bùng hàng mất, bực không chịu được các bác. Gửi đi mất phí cước này kia rồi mà đến nơi không, khách không nhận, bực kinh khủng luôn. Thôi, ngày hôm nay thì lên cho bác một đôi loa chép này. Con này thì bác nào lấy thì em cũng sẽ tặng dây rắc nhá. Dòng này toàn bộ là dòng chép sử dụng rắc speak công luôn. Đó, con này là củ chép của nó, chủ củ chép 450 rất là to. Con chép này thì bác nào mà lấy để cho bác giá chỉ 1.200.000 đồng thôi, để giá xả nhá, xả hàng thôi dành cho bác nào mà lấy. Con này chép của nó là chép 450, có phân tần chống chập cháy đầy đủ luôn các bác nhá, phân tần rất to như bàn tay luôn. Đó, có phân tần chống chập cháy, dòng sản phẩm xịn của JB luôn. Con này xả cho bác giá 1.200.000 đồng bao ship nhá. Ok, bác nào ưng ý thì nhấc máy gọi điện sớm cho em, tiếng tép rất sáng và bay tiếng luôn. Và đối với dòng sản phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay chính là dòng B3 Frog bác. Dòng B3 Frog này nó là nổi tiếng nhất của dòng B3 luôn bác. Nó có những cái dòng B3 Z Frog hay là những dòng B3 dòng giờ, nhưng mà em đánh giá rất cao về dòng B3 Frog các bác nhé. Bởi vì từ tiếng bass của nó rất là chắc, dòng này em rất thích tiếng bass của nó luôn. Tiếng bass của nó chắc nịch, căng đét mà tiếng tép sáng bay giải lời cho ra tiếng rất ngọt ngào chi tiết. Nếu như phải chọn lựa giữa những cái dòng loa của B3 thì em dám khẳng định bác, em sẽ đặt nền bóng đầu tiên và sẽ là lựa chọn đầu tiên cho dòng sản phẩm B3 Frog. Bởi vì dòng B3 Frog nó là một trong những cái dòng loa đẳng cấp các bác nhá. Dòng này luôn luôn là xuất hiện trong những cái phòng hát, phòng bar, phòng karaoke. Và ở trong cái phòng hát hôm qua bên em đi thanh lý thì có thanh lý được tổng là 5 đôi, 5 đôi loa nhá, bởi vì khách đợt này là đổi sang loa Mỹ. Đấy, bởi vì là cái phòng này người ta còn nâng cấp còn VIP hơn nữa. Phòng này đầu tư hơn 150 triệu một phòng. Phòng này tổng đầu tư của nó một phòng về riêng về âm thanh nhá, là hôm qua là em đi lắp tổng cộng phòng âm thanh này là đoàn đồ mới hết. Tổng cộng lắp là súp kép và loa full. Tổng cộng của nó là phòng này là lên tới 185 triệu đồng các bác. 185 triệu đồng tiền âm thanh thôi các bác. VIP chưa? Trước khách lắp phòng này đâu đó cũng suýt soát là gần 100 triệu đấy. Loa Frog này thôi, bởi vì loa Frog này nó cũng rất đắt. Một phòng to thì lắp 3 đôi, phòng nhỏ thì lắp 2 đôi. Đấy, tổng cộng là 5 đôi thì hôm qua em đi thanh lý lại hết một lượt luôn. Đấy, thanh lý lại hết cho khách luôn. Mà phòng oánh to nhá, oánh kinh khủng luôn các bác nhá. Dòng này này, bởi vì là cái khách ở trong này nó bay nhiều lắm các bác. Chơi đồ luôn, nó phòng này nó chơi cả đồ nên là nó đánh kinh quá. Thành ra là lắp thêm đồ cho khách và nâng cấp lên các dòng loa Mỹ, nó đánh kinh khủng hơn nữa. Thì những dòng loa đấy nó cũng rất là đắt tiền. Toàn độ là hơn 30 triệu một đôi các bác nhá. Toàn 30 mấy triệu một đôi thôi, rất là đắt tiền. Đôi này thì trước khách mua cũng là gần 20 triệu một đôi đấy. Gần 20 triệu một đôi mà bây giờ các bác thanh lý cho cửa hàng em thì quá rẻ luôn. Em nói thật lòng các bác là phòng hát thì các bác khi mà bên em đến thanh lý thì thanh lý rất là rẻ. Nên là khi các bác mua hàng các bác mua cũng được giá tốt các bác nhá. B3 Frog, con này sẽ là dòng loa Bass 30. Bass 30 chép của nó là chép 450 các bác nhá. Dòng loa Bass 30 côn 76. Từ của nó là từ 190 các bác nhớ cho em. Từ 190 côn 76, con này đánh tiếng rất là hay. Được chưa? Bass 30 côn 76 từ 190 và chép của nó chép 450 các bác nhá. Phía mặt đằng sau đây in đậm dấu ấn của B3 luôn, B3 Frog 12 nhé. Thùng vách con này rất là đẹp, toàn bộ là thùng kiểu thùng cong các bác, thùng cân nhưng mà nó lại vát cong này rất là đẹp luôn. B3 Frog nhé các bác nhé. Con này công suất RMS của nó là 280W, công suất mắc con này là 900W các bác nhé, nhớ cho em. Công suất mắc ở trở kháng 8 ohm là 900W, còn độ nhạy là 93 dB này các bác này. Đó, và cân nặng là 23.5 cân đấy. Giải tần đáp ứng từ 45Hz đến là 20kHz các bác nhé, nhớ cho em. Hai rắc speakcom, một rắc input và một rắc output các bác nhé. Đấy, nói chung là đối với dòng sản phẩm này thì xin lỗi các bác, rất nhiều anh em gọi điện trong thời gian vừa qua, nhưng mà còn lại bên em đang test âm thanh cho tất cả các bác và anh em nên là tạm thời bên em sẽ dừng những cái cuộc gọi này lại các bác nhé. Đấy, rất nhiều anh em trong buổi sáng hôm nay gọi điện đây, nhưng mà xin lỗi tất cả các bác nhé, test âm thanh một chút. Ok,
Nói chung là những cái dòng sản phẩm này thì quá tuyệt vời rồi. Đấy, bóc ruột gan cho bác luôn. Đấy, logo B3 cực kỳ là quyền lực, B3 hàng của Đức các bác nhá. Con này là khách nhập khẩu 100% luôn. Hàng nhập khẩu của Đức 100% luôn các bác nhá. Đấy, rất nhiều anh em gọi điện xin lỗi các bác. Trả lời thì không được, mà không trả lời thì cũng không xong. Ok. Đấy, dòng này là B3 100% ngày xưa khách người ta nhập của Đức xịn luôn các bác nhá. Hàng của Đức xịn luôn, khẳng định với các bác 100% hàng Đức xịn. Các bác chơi dòng này thì rất là hay luôn. Ghép âm ly vang đẩy đều được hết các bác nhá. Đó. Đây, bóc cái e căng, các bác nhìn e căng của nó trông dày dặn này. Phần cáp phần lưới này, keo chỉ làm rất là chi tiết các bác nhìn thấy không? Làm phần keo chỉ các bác nhìn này. Làm keo chỉ nó làm cực kỳ chi tiết luôn nhá. Ok. Đây là cái phần e căng này, cực kỳ là chắc chắn và to luôn. Đây là phần bên trong các bác nhá. Thùng của con này 100% là thùng sử dụng ván ép và gỗ của nó là gỗ bạch dương các bác. Gỗ bạch dương các bác nhìn nhá, khoan vào thùng này các bác này. Nó không có độ lem, các bác nhìn không? Gỗ nó rất là chắc nên là khi chúng ta khoan thẳng vào thùng thì nó không bị lem. Đấy. Còn đây là phần phần bát và phần tép này, tất cả các cái ốc của nó đều sử dụng là ốc chôn gen hết các bác nhá. Đó, phần tép nó thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. Nhìn cách điệu rất là đẹp các bác nhá. Ok, tép con này toàn bộ là tép 450. Đây các bác này. Dòng tép 450. Hàng của Đức xịn nhá. Đây, tem mác số series của nó đây các bác. Đấy, dòng B3 Beta 3 100% hàng xịn luôn. Đó, cam kết 100% hàng xịn cho các bác nhá. Con này nhận hàng các bác được kiểm tra thoải mái luôn, test âm thanh ok, ngon lành, thanh toán tiền. Đấy, còn đây là phần bát. Đối với những dòng B3 Frog thì tất cả bát của nó đều là bát nón lõm các bác nhá. Để nó tạo được một cái âm thanh tiếng bát nó lực, mạnh nhưng mà không thiếu phần trầm ẩm, trầm ấm và sâu lắng các bác nhá. Và tất cả các cái phần bát này các bác này đều là nón lõm hết các bác, nón lõm hết. Đấy. Và các bác nhìn các đường keo chỉ của nó này. Các bác nhìn không? Nó làm cực kỳ là chi tiết luôn, riêng những cái hàng xịn này nhá. Riêng keo chỉ không bao giờ bị lem các bác nhá. Hàng xịn keo chỉ không bao giờ bị lem. Còn đây là phần bát này các bác này. Từng cái đường nét nó chi tiết nó làm các bác nhìn thấy không? Keo chỉ nó làm này cực kỳ là chi tiết luôn, chỉn chu luôn, không bao giờ bị lem ra ngoài nhá. Như những cái dạng hàng tàu hay những cái hàng Việt Nam nó làm gì? Nó lem ra ngoài thì trông sợ lắm các bác. Đấy, còn gân này các bác sờ vào gân nhá, nó vẫn có độ dấp dính. Đấy. Đấy, các bác nhìn này, sờ vào, các bác sờ vào đây nhá. Nó có độ dấp dính luôn của cái phần này, được chưa? Làm cực kỳ chi tiết các bác nhìn này. Từng cái đường nét nó làm này chi tiết không? Đó. Ok, gân vải tẩm dầu của nó là 3 lớp sóng các bác nhá. Lỗ thông hơi của dòng này sẽ là lỗ thông hơi mặt đằng trước, các bác nhớ cho em. Luôn luôn lỗ thông hơi của dòng Frog nó sẽ là toàn bộ là đằng trước luôn các bác nhá. Ok. Còn phần bát đây, nhưng mà trước khi soi vào trong thì em muốn các bác nhìn qua cái phần phân tần này các bác. Phân tần 100% các bác nhìn hàng xịn nhá. Các bác nhìn này. Bác nào mà bảo đây không phải phân tần hàng xịn thì em đền cho bác 10 triệu luôn. Đấy, phân tần 100% hàng xịn nhá. Phân tần nó còn có cả cái phần các bác nhìn thấy không? Đây này. Các bác nhìn thấy không? Nó có cả cái phần giải tản nhiệt nhá. Tất cả phân tần trên cái dòng Frog nó đều có giải tản nhiệt hết. Nếu như các bác nhìn thấy những dòng sản phẩm nào mà phân tần nó không có giải tản nhiệt này, toàn bộ là hàng giả, hàng nhái các bác nhá. Đó, các bác nhìn này, từ những cái cuộn cảm này, đấy cho đến những cái tụ điện nó làm rất là chi tiết và có những cái con tụ rất là nhỏ các bác nhìn. Có những con chở này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Có những con chở rất là nhỏ bên dưới này. Đấy, em soi kỹ cho bác nhá. Đấy, các bác nhìn. Đây, có những con chở này. Các bác nhìn thấy không? Con chở rất là nhỏ này. Đó. Những cái phần này phần lưới tản nhiệt này. Đó. Làm loa rất là mát luôn, chạy rất là ấm. Các bác nhá, mát máy, những cái phần chi tiết các bác nhìn nó làm này, cực kỳ là chỉn chu luôn các bác nhá. Đó, bông tiêu âm này, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, ok. Còn đây là phần bát này các bác. Phần bát đây. Quay cho bác phần bát luôn. Đó, các bác nhìn phần bát này. Từ con này pick từ của nó là từ 190 các bác nhá, từ 190 côn 76 các bác nhìn phần to như này. Từ 190 côn 76. Đấy, xương con này toàn bộ là xương đúc 100%. Xương đúc 100% nhá. Màng này là màng thuộc dạng màng giấy, màng giấy nhưng mà kiểu thuộc dạng màng giấy vải các bác, màng giấy vải cực kỳ là chi tiết. Xương của nó các bác nhìn toàn bộ là xương đúc 100% nhá. Nó bền và chắc chắn. Đấy, logo tem mác này cộng với đó các bác nhìn này, các cái đường nét thiết kế này đều có những cái phần cao su để nó bọc những cái đường chi tiết này. Đó, nhìn này, làm rất là chỉn chu luôn. Riêng hàng chính hãng này thì nó làm cực kỳ là chỉn tu, rất là chi tiết và không bao giờ có độ lem lét các thứ nhá. Đấy, và các bác nhìn làm cực kỳ là ngon luôn, được chưa? Ok. Và với một dòng sản phẩm tuyệt vời như dòng B3 Frog này thì em đang để mức giá nó siêu hời luôn các bác ạ. Bình thường ngày xưa khách mua là 18 triệu 500 nghìn một đồng một đôi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại các bác nhá, thời điểm hiện tại em thanh lý về cho các bác, mức giá của nó giảm 1/3 luôn các bác. Được chưa? Giảm 1/3 luôn. Hiện tại bây giờ giá chỉ còn có 5 triệu 700 ngàn đồng một đôi. Giá đã bao gồm phí ship, phí vận chuyển và tặng đầy đủ dây rắc phụ kiện cho bác luôn. Nhận hàng các bác được test âm thanh, các bác được kiểm tra, các bác được mổ xẻ ra thoải mái luôn. Nhận hàng được test âm thanh thoải mái. Hàng không chuẩn như quảng cáo, không giống như các bác quay như này nhá. Em tặng các bác loa này luôn, được chưa?
hàng không đúng như em quay quảng cáo như thế này, em tặng cho bác loa luôn, các bác yên tâm chưa ạ? Đấy, nhận hàng test âm thanh, kiểm tra không chuẩn còn được tặng loa thì các bác thấy là độ uy tín của bên em, cửa hàng bên em là quá VIP rồi, được chưa ạ? Ok, bây giờ không để các bác phải chờ lâu nữa, các bác nghe từ nãy giờ nghe nhạc dạo rất là hay rồi. Bây giờ xin mời các bác chúng ta cùng nghe và trải nghiệm chất âm, tiếng bát của nó, xem là chất lượng âm thanh khi mà chúng ta mở remix thì âm thanh nó sẽ như thế nào các bác nhé. Bây giờ xin mời các bác cùng nghe và trải nghiệm thử luôn. Chúng sẽ mở luôn nhé. Các bác nghe tiếng bát của nó, con này tiếng bát của nó cực kỳ hay luôn. Bát nó chắc mà nó còn tiếng lắm. Các bác vừa nghe và trải nghiệm chất âm trên một chiếc loa B3 Flock 12 hàng bãi xịn của Đức. Thanh lý phòng hát, hàng xịn 100% luôn, cam kết với bác luôn. Nhận hàng các bác được test âm thanh kiểm tra thoải mái các bác nhá. 5.700.000 đồng, bao ship tận nhà, dây dắt tặng đầy đủ, các bác nhận hàng test âm thanh thoải mái. Ok, các bác đi qua video lần này thì nhớ để lại ủng hộ bên em xin một lượt like, ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để đón nhận sớm những video từ bên em. Của bác nào mà ưng ý mẫu sản phẩm B3 hay bất kể mẫu sản phẩm nào bên em, các bác hoàn toàn có thể là liên hệ trực tiếp với bên em để chốt đơn các bác nhá. Đấy, nhận hàng các bác đều được test âm thanh, được kiểm tra thì các bác quá yên tâm rồi, được chưa? Đó, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Xin chào.